mai hôm nay đi làm về sớm. Giờ sao? Giờ có trả tiền không? Ờ rồi rồi, có. Cầm cầm chị coi. Dạ. Trời ơi, tôi rung quá, tôi không có làm được gì hết. Tôi để túi quần nè, mà tôi lộn. Xin lỗi anh. Tôi đếm rồi. Con vợ mình nó gan ghê ta. Dám mượn tiền góp của giang hồ luôn mới ghê chứ. Vậy có lẽ không? Chưa kịp hỏi là hết nợ chưa luôn, mai qua đòi nữa sao cưng? Thì chắc hết rồi chị. Trời căng thẳng quá. Thôi để chị đi chợ ha. Dạ, có kênh gì em gửi tiền lại chị sao nghe chị. Trời ơi, tôi trả nợ cho anh ta mà tôi hoang mang tột đỉnh luôn á. Quá là bực bội mà. Nghĩ làm sao mà giờ là chết cho tôi. Chồng đi làm về rồi hả? Ừ, ngồi đi. Tôi mới đi làm về. Dạ chồng à. Mới đâu về đó? Dạ thì em mới đi chợ nè. Chồng thấy không? Nè rau còn xanh mướt à. Dạ. Mới đi chợ về luôn ha. Dạ. Rồi có đi đâu nữa không nè? Dạ không, em đi chợ xong rồi em đi chợ. Đi chợ rồi đi chợ là sao? À dạ thì mình đi chợ rau, cái mình qua mình mua chợ thịt. Dạ cái mình đi chợ cá luôn, chợ trứng. Dạ. Mình làm gì sao mặt mình có vẻ nó không có được như bình thường vậy? Nó kỳ lắm. Nè. Hồi sáng tôi đưa cho mình là 5 triệu á, giờ mình đưa lại cho tôi đi, tại tôi mới kêu hàng cho chợ gì vậy? Đưa lại tôi gấp đi, tại vì biết sao không, tôi mới kêu xe hàng chở tới rồi có tiền để trả tiền hàng cho người ta. 5 triệu sáng mình đưa em đó. Ừ. Mình biết không, tự nhiên em đi chợ cái em trả tiền đồ ăn xong á, cái em không có xài tiền nữa, em cất túi rồi nè, cái không biết ai đi ngang móc túi mất tiêu rồi. Móc túi luôn hả? Dạ móc túi. Móc hồi nào mà bà không biết luôn? Trời ơi, em biết là em đã bắt người ta rồi, bắt lại rồi chứ làm sao mà để cho người ta móc. Có nghĩa thật sự là bị móc túi đúng không? Móc hết túi luôn á. Móc rồi ra thôi. Vậy luôn nè. Rồi biết rồi, thôi coi như là của đi thay người đi. Bà có bị gì không, bị gì là tốt rồi. Hên còn có túi chứ thôi mất túi luôn. Biết rồi. Thôi vô nấu cơm nấu nước gì đi. Rồi đây, coi như là có đó thôi bỏ. Vậy em vô em nấu cơm cho mình nha. Ừ. Mình muốn ăn cái gì? Quên. Bà mua về cái gì bà nấu cái đó chứ còn hỏi tôi gì nữa. Thôi để em nấu. Bà làm nghề thợ may mà tôi tưởng là bà là diễn viên điện ảnh không chứ. Diễn hơi bị lố và hơi bị đạt. Hồi sáng hơn là việc xong sớm rồi về tôi thấy cái cảnh này. Chứ nếu không tôi không biết tôi bị bà lừa tới khi nào nữa đây. Phải gặp thằng Sáu nói chuyện rõ ràng cái vụ này mới được. Chị Mười ơi. Hết hồn mày. Vô nhà không có gõ cửa mà kiếm được chưa? Không, em qua em kiếm chị Mười á. Em đâu kiếm anh Mười đâu. Mà nó kiếm mới... chi? Kiếm nói chuyện gấp lắm, có chị Mười ở nhà không anh? Mười đi công chuyện rồi. Có chuyện gì vậy? Đây ngồi xuống. Đi công chuyện. Mày hả? Cao nói chuyện mà tao nước mỏi cổ quá. Đi công chuyện rồi, mà bây giờ vợ chồng anh cũng như là một thôi. Tuy hai là một, có gì nói đi, anh giúp đỡ cho. Vậy nói với anh luôn ha. Ừ. Đi. Sao cơ? Anh cầm cái số tiền 5 triệu này đi. Anh cầm đi. Nói là em trả lại cho chị Mười, mượn hồi sáng á. Ủa, trả tiền hồi sáng là sao? Là sáng là em mượn của chị, giờ em trả lại. Ủa, chị chưa nói gì cho anh biết luôn hả? Không nói gì hết trơn á, chưa có nghe gì. Là sao nói tôi nghe coi. Chuyện là gì, hồi tháng trước á là nhỏ con của em nó bị bệnh, nhập viện mà trong người em không có đồng nào hết. Xong rồi em mới đi mượn tiền dây nóng á, em mượn tiền người ta để lo cho nhỏ. Trời ơi chú ơi. Chú biết là giang hồ là cái người hiểm ác lắm không? Hiểu không? Giang hồ nó ghê gớm lắm. Chú mượn là chết á. Chứ giờ con cái mình nó bệnh mà anh mình phải làm liều chứ giờ biết đâu ra tiền.
À cũng đó, phải ha, con thì... cái mình trên hết. Rồi sao nữa? Em mượn xong rồi cái là em trả được 10 triệu rồi. Còn thiếu 5 triệu. Em tính hả là bán bò xong lấy tiền trả luôn. Mà hồi sáng này người ta tới người ta nó không chờ được. Đòi liền xong rồi cái la sùm vậy đó. Cái chị Mười đi ngang thấy rồi vô cho em mượn tiền em trả. À vậy là... vậy là vợ tôi cho cậu mượn tiền để trả người ta chứ không phải là vợ tôi mượn người ta đúng không? Dạ đúng rồi, đời nào mà chị Mười mượn tiền ai anh? Với lại hả, chị còn đi ngang qua lại nhà em còn cho nhà em đồ ăn đồ uống nữa mà. Thiệt vợ anh tốt bụng lắm luôn á. Ừ. Dạ. À, nè thôi à, nếu có khó khăn gì không cầm cầm đi, khi nào có tiền trả lại tôi cũng được. Ờ thì em mới bán bò mà. À quên, mới bán bò chắc cũng có đủ tiền ha. Được. Dạ. Dạ thôi vậy thôi em về, anh nhớ cảm ơn chị giùm em nha anh. Em về. Đó thôi về về, lo cho con cháu nó nha. Dạ. Hóa ra là mình hiểu lầm vợ mình hả ta? Chà. Tội nghiệp bà quá. Bà làm chuyện tốt mình nghĩ bà làm xấu không? Chồng ơi. Chồng. À mình. Ủa hồi nãy em nghe tiếng mình nói chuyện với ai ngoài này đúng không? Ờ à, nói chuyện với sao? À nè nè. Nó đưa nó trả mình 5 triệu nè. Em làm gì có 5 triệu? Em 5 triệu sáng em làm mất rồi. Thôi. À... tôi biết hết rồi. Nó mượn tiền của người ta 5 triệu rồi thiếu người ta đó không? Rồi cầm tiền mình đưa cho nó để trả nợ giùm nó đúng không? Đúng chưa? Mình ơi, tôi em xin lỗi mình nha. Chứ em thấy cái hoàn cảnh của chú tội nghiệp quá nên sáng em làm thí đại em cho mượn chứ em không có ý gì đâu. Mà tại em sợ mình suy nghĩ cái vấn đề khác rồi mình la em giấu. Giấu gì mà giấu? Lần sau cái này phải nói cho tôi biết, hiểu không? Dù về tình làng nghĩa xóm, đúng không? Giúp gì thì giúp. Miễn sao trong cái tầm tay của mình thì mình giúp. Yeah. Còn nào quá sức thì thôi. Yeah. Hiểu không? Yeah. Làm như là tôi không có như là có trái tim tôi sắt đá vậy đó. Em biết rồi. Có gì lần sau phải nói thẳng cho tôi biết. Yeah. Chứ bà giấu nhiều khi tôi nghĩ tầm bậy tầm bạ nó cũng nguy hiểm hơn đó. Dạ. Yeah. Hiểu chưa? Dạ yeah, dạ. Yeah. Trời ơi, nhưng mà tự nhiên cái đồng nghiệp con bây giờ đang bỏ phiếu bầu cho con là đang định cho con lên làm giám đốc. Ghê vậy đó. Rồi con nói thôi con không có làm được đâu, thì con còn trẻ quá, con không có làm giám đốc được.